Daisy, Daisy, give me a hug. Daisy, give me a hug. Give me a hug. Okay. Tickle. That's so stupid. Tickle. I'm a little baby. Tickle. Thực ra thì trước đây nó bị một cái bệnh là bị khối rễ là chết cái cành phía bên trên. Vì vậy thì ta áp dụng cái giải pháp là cắt những cái cành đấy, và sao làm cho cái cành phát triển trở lại. Khi cắt một cái thì cái việc tiêu hao cho cái cành, cái cây, cái trái là hết. You want to go for a walk? You want to go for a walk? Or do you want to go to bed? You want to go to bed? Maybe we can go for a ride. You want to go for a ride? Let's go for a ride. Let's go for a walk to the dog park, okay? Okay, let's go. Nothing.